Yo, máy đứng máy luôn. Yo, xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ bấm nút like, nút đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Trước kia mình đã từng hướng dẫn cho tất cả các bạn đăng ký một cái sàn Vela. Khi đăng ký các bạn nhận được 100 token VX. Hiện tại nó pending, nó trả về cho các bạn mỗi ngày một ít nha tất cả các bạn. Hiện tại giá con này nó cũng khá là ok, 0.8 gì rồi vào 0.8 hoặc đến là 1 USD cho 1 token nha các bạn. Rồi để mình hướng dẫn các bạn rút tiền các bạn. Đầu một VB token nè. Bạn nhấp vào qua cho gạch chứ lộn. Rồi bạn bấm nhảy dí phải không? Thì nó ra một cái giao diện như thế này nè các bạn. Rồi các bạn xuống đây nè. Các bạn muốn bán được cái đồng token này thì các bạn phải chuyển từ VB token 1 về dí VB token 2 nha tất cả các bạn. Mà mỗi ngày nó trả cho mình là 1% mà. Rồi anh em lướt xuống nha tất cả các bạn. Các bạn lướt xuống đây nè. Rồi VB token 1 VB các bạn chuyển về token 2, các bạn bấm vào một mũi tên đi xuống nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm nút chuyển ngay nha các bạn. Rồi chuyển đổi thất bại vô lòng trong ngày mai. Ok. Thì mỗi ngày nó cho mình chuyển được là 0.001% nha tất cả các bạn. Mình được 140.000 token, nó trả cho mình là 1.40 token, là cũng khoảng cũng được hai mấy 30.000 à. Cũng ngon nha các bạn. Rồi mình hướng dẫn các bạn rút tiền luôn nha các bạn. Rồi các bạn mẹ cái máy đứng ngoài ta. Các bạn muốn rút cái coin này, các bạn bấm vào một rút VB coin nè, VS coin nè các bạn. Rồi các bạn bắt địa chỉ ví VS coin này, các bạn lấy ví ETH hoặc là ví bên sàn hoặc là bên sàn Hi nha các bạn. Đây này các bạn đăng nhập vào cái sàn Hu, các bạn bấm vào cái mục deposit nha các bạn. Rồi các bạn copy cái địa chỉ ví Sala này của mình nè các bạn. Copy các bạn nhớ đầu đuôi nha, không nhân 2, các bạn bấm nút copy nha các bạn. Rồi các bạn trở về một cái ví Sala này đi. Rồi các bạn bắt địa chỉ coin này vào nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút group coin nha các bạn. Vui lòng nhập số VX. À, dòng đầu các bạn bắt địa chỉ ví các bạn. Ví hồi nãy ví đi bên sàn Hu các bạn. Phan, các bạn bắt vào. Trời ơi, nãy sao mà mình copy rồi mà sao. Không các bạn, khi các bạn đăng ký là ví nó tự động nó cập mà các bạn chỉ việc nhập số tiền của mình vô là các bạn rút coi nha các bạn, sẽ nó trả về cho tất cả các bạn với ETH các bạn 0.40 nữa. Rồi các bạn muốn rút coi, bạn muốn rút một gì coi này là rồi các bạn bấm nút Z là ok nha các bạn, vì mình đã ít quá mình sợ mất phí nên mình không rút nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Các bạn mỗi ngày vô chuyển tôi cần một qua tôi cần hai đi nào hết 100 đô các bạn rút luôn nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.